Thấy trên Facebook nghe em nói thôi. Thấy trên Facebook. Hôm nay đến gặp thầy thì có mong muốn hoặc là muốn chia sẻ điều gì? Thực ra nhà em đang trên đường về quê tình cờ thôi, tức là thì mẹ em lại nhìn thấy là thầy đang đi đến trên quê về nhà em rồi. Và thì là thầy thì mẹ em bảo là thầy thầy thích mình quê. Đấy, đúng rồi, thầy thích mình quê. Anh chị cùng với gia đình về quê, vậy chị ở Thanh Hóa? Không, em về ở Hòa Bình đấy. Ở Hòa Bình. Ở phía Bình. Thế nên chị có chia sẻ, anh chị có chia sẻ như thế nào về cái quá trình tu tập của thầy hoặc là nhìn thấy cái quãng thời gian thầy tu tập vậy không? Em thì em không chưa có cơ duyên để biết, thì em chỉ biết rằng là mẹ em chỉ bảo là thầy đi bộ từ trong Nam ra Bắc và thầy đã đi đến đây rồi. Thế xong rồi tự nhiên trên hành trình đi về quê mẹ em thấy đó, mẹ em chỉ cho mà em xuống em chào thầy. Thích của mọi người gặp để chào thầy. Vâng. Coi như là gieo duyên những cái điều tốt đẹp. Vâng ạ. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị có một chuyến hành trình về quê vui vẻ nhé. Vâng. Cảm ơn anh chị nhiều. Dạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị, cô chú chị và các bạn nha. Đấy, tất cả mọi người đang đồng hành cùng với thầy. Đây là một quãng đường mà cô chú các anh chị có thể thấy là hai thầy cũng đang đi được phía trước. Hai thầy đi phía trước nha mọi người. Đó. Và ở đây để cho mọi người thấy phía bên này đó là thầy Thích Minh Tuệ đi phía sau, cũng như là bên trên là hai thầy, bên trên là hai thầy mà cô chú bác anh chị có thể thấy rằng là ở cái video trước em có đưa lên là cô chú bác anh chị thấy là bà con cúng cúng dường đấy, khi mà bà con cúng cúng dường mà bà con cúng nhiều đồ quá giống như là các thầy bị ép ấy, rất là tội nghiệp đó. Và một cái điều nữa là có những cô bác anh chị không hiểu hết về cái 13 của hạnh đầu đà của nhà Phật, thì cô chú bác anh chị lại đưa ra những cái lời nói nó chưa được chuẩn mực, hay nói đúng hơn là không hiểu về thầy, thì rất là tội nghiệp nha mọi người. Mình đi ở bên đường này, mình luôn giữ một cái khoảng cách để cho cô chú anh chị và các bạn thấy chúng mình rất là tôn trọng thầy, tất cả mọi người, cả anh em luôn. Vì thế cho nên là rất mong mọi người yêu thương hoan hỉ. Ở quãng đường thầy đi cũng rất là dài, rất là gian nan. Nếu như mà chúng ta không yêu thương, không ủng hộ được thầy thì chúng ta đừng buông ra những lời khẩu nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta đừng có buông những cái lời nói nó không đúng, làm buồn cho người tu tập. Đấy, xiêm y của thầy, tất cả mọi thứ là thầy làm đúng như lời Phật dạy, hay là giáo lý nhà Phật, hay là cái 13 khổ hạnh đầu đà đó, cô chú anh chị các bạn đó. Trong cái 13 khổ hạnh đầu đà đó là chúng ta phải hiểu là đầu chân, chân đất. Hôm qua thì có một số anh chị có che dù, nhưng mà hôm nay thì không. Và ngay cái lúc đó thôi thì nghe nói là thầy cũng không mong muốn mọi người che dù cho mình. Vì sao? Vì là nó ảnh hưởng đến việc tu tập. Và thầy ở đây là thầy không bao giờ nhé, thầy không bao giờ yêu cầu các bạn che dù, hay là yêu cầu các Phật tử phải che dù cho thầy. Đó. Đây, chân của thầy đi như thế này chứ, mọi người thấy đó. Dạ, nói chung là đi cùng thầy để trải nghiệm, cũng là để một cái gì đó chúng ta thấy tu tập, tu hành nó không hề đơn giản. Cô chú anh chị và các bạn nên nhớ rằng là hôm qua thì mình cũng thấy có một hai người nói những cái lời rất là nặng nề, sau đó là đứng ra để chỉ này chỉ kia. Vậy thì các anh các chị nhìn sao, nhìn sao về những cái vấn đề bây giờ là người ta đang quan tâm á, xã hội người ta đang quan tâm, đó là có những thầy như thầy Thích Minh Tuệ buông bỏ tất cả, không cần gì để đi tu tập. Đó. Thế còn cái việc cúng dường và cách nhận cúng dường của một số thầy để khiến cho Phật tử hay là khán giả
là cộng đồng người ta bức xúc. Mà bây giờ thì không phải là nguyên tụi em nói về vấn đề này. Vấn đề này là đã được các cơ quan báo chí, đài, truyền hình của nhà nước nói từ trước rồi nha mọi người. Em đi lên trên kia đi. Mọi người lưu ý là không nên chặn đường thầy. Mọi người cứ hoan hỉ. Đó, đến chào thầy là được. Thầy không ấy được cả. Thầy Nguyên nói A Di Đà Phật thôi. Em đưa máy đây. Rồi, mình sẽ chụp. Em ơi, em đứng đừng chịt vào người thầy quá nhá. Em ấy đi đây chụp cho. Đó, cho nên là mọi người lưu ý một cái vấn đề là mọi người cũng nên để cho thầy có một cái không gian riêng. Em đứng khoảng cách. Em chắp tay vào đi. Em chụp thầy, em chắp tay vào đi. Rồi con mời thầy đi. Đã xong rồi. Dạ. Chúng ta biết rồi đấy. Cô chú anh chị cũng biết rồi đó. Cái việc đơn giản thôi là chúng ta có những cái liên quan đến cái việc là chúng ta cúng, rồi chúng ta cúng dường, rồi những cái khác thôi là nó đã làm cho nhiều người gây nên những cái bức xúc trong xã hội rồi. Bởi thế cho nên là cô chú anh chị và các bạn có thể thấy là rất nên nhìn nhận một cách chính xác. Cảm ơn các anh chị đã nói rằng là chúng em vất vả, nhưng mà thực ra là chúng em không vất vả đâu. Bọn em chỉ cảm thấy là nên đi cùng thầy. Đi cùng thầy thì mới thấy được là thầy ấy tu tập rất là đáng để cho chúng ta học hỏi, và nên học thêm những cái về Phật Pháp. Học thêm những cái về Phật Pháp. Nên tu tâm dưỡng tính, chứ không phải là chúng ta đệ tử đến các chị có thấy không? Nếu mà tôi nói điều này, có một số nơi, có một số chỗ Phật tử đến cái trò chuyện chưa xong, thầy nhắc đến ở cây cột này, cây cột kia, mái nhà này, mái nhà kia, nó rột. Đấy, thế thì chúng ta nhìn vào những thầy như thầy Thích Minh Tuệ, chúng ta nghĩ thế nào? Và tôi vẫn mình vẫn nói là mỗi một người sẽ có một cái căn cơ tu là khác nhau, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta tu như thế nào cho đúng, tu thế nào cho xứng, chứ không phải là chúng ta ngồi ở đó để chúng ta phán, chúng ta nói như thần ấy, đúng không ạ? Cảm ơn các bác, các anh, các chị. Cảm ơn mọi người. Hôm nay em sẽ phát rất là nhiều. Đó. Em sẽ đưa cho cô chú chị của bạn thấy. Bản thân tụi em thì đi cùng với thầy cũng được 3-4 ngày rồi, nhưng mà nói thật với mọi người là khi mà lên mạng xã hội thấy những cái điều một số hô thành phần nói về thầy như vậy thì em nghĩ là không nên. Đúng không? Mình không nên nói những cái điều nó nặng nề, nó gây cho người khác những cái buồn, những cái điều không đáng. Mọi người có thể thấy là ở hai bên đường các bác, các anh, các chị luôn là nhìn thầy với một cái điều rất là khâm phục, kính phục. Và khi chào thầy thì thầy luôn chào lại bằng từ A Di Đà Phật một cách rất là dễ mến. Tại sao thì chúng ta lại không thể vì cái điều đó mà chúng ta hoan hỉ, đúng không? Chúng ta cứ phải là buông ra những lời khiến cho bản thân chúng ta phải mang nghiệp, đúng không ạ? Dạ, mọi người hoan hỉ chia sẻ, theo dõi kênh S8 TV dùm em nhé. Hiện tại là mình đang đi gần đến cuối Lạc Thủy, Hòa Bình. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà đi bộ như với thầy thì còn lâu lắm. Đường này có hai đường, đều có thể về chỗ Tây Trúc, Tam Trúc và Chùa Hương được nha mọi người.
đó. Bởi thế cho nên là đôi khi tu cũng là tu tâm mà mọi người, cũng là tu tâm. Mà mọi người biết không, đi như thế này thì chúng ta mới thấy được là bản thân chúng ta còn phải học hỏi, còn phải phấn đấu, còn phải bỏ đi rất nhiều thứ sân si nha mọi người. Wow, một cây rất là đẹp này đó, chúng ta cần phải nhìn vào đây chúng ta mới thấy. Chúng ta ngồi đó để chúng ta nói đó, chúng ta cho rằng là thầy đi như vậy thì làm như vậy là không đúng, là không phải, cơ sở đâu để các anh các chị nói như vậy, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đi như vậy thì chúng ta mới biết được. Nếu chúng ta cứ ngồi ở nhà, chúng ta lên mạng, chúng ta gõ bàn phím, chúng ta nói rằng là tôi cũng đi như vậy được, của thế tử bỏ ra cái quãng thời gian đi như thế này khoảng nửa ngày thôi, là các bạn sẽ cảm nhận được cái sức nóng của thời tiết, cái căng cơ của đôi bàn chân. Đôi khi là các bạn cũng sẽ bớt đi một cái gì đó gọi là sân si đó, chỉ đi chỉ cảm nhận thôi thì các bạn mới thấy được cả. Thế còn những anh chị vẫn còn đang 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 suy nghĩ, đang nhìn theo một cái chiều hướng nào đó, nó cái tính chất gì đó, thì các anh các chị nên suy nghĩ cho nó chín chắn đó. Không phải ai cũng đi như vậy được các anh các chị ạ. Đó. Ở đây thì mình tin chắc rằng là lát nữa sẽ có những anh chị em nữa. Anh có thể chia sẻ là anh đi theo thầy như thế này lâu chưa, Vừa và đi buổi sáng. anh vừa đi buổi sáng, cảm nhận của anh như thế nào về cái bước đi của thầy? Em thì em hoan hỉ em đi thầy rồi. Dạ, anh cứ nói đi. Vâng. Lúc sáng thì mới gặp thầy thì kiểu như là cũng khác lắm. Vâng, kiểu như là mình lâng 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 này đấy. Vâng. Lâng lâng là như thế nào anh, là anh có thể là mô tả rất là khó tả về cảm xúc vâng, cảm xúc được kiểu như khó tả ấy. Vâng. Đấy là mình không có ngờ rằng là mình hay là gặp được khi không phải ở ngoài đời. Dạ vâng. Anh có muốn lan tỏa một cái điều gì đó đến với cộng đồng về câu chuyện mà và cách tu tập của thầy Thích Minh Tuệ không? Cái này thì theo em thì cái này thì là tùy duyên ạ. Dạ. Tại vì mỗi người có một nhận xét khác nhau. Có thể có em nhận xét thầy một kiểu nhưng có thể người khác nhận xét thầy một kiểu. Thế là mình tu tập đến đâu hay là mình như thế nào thì tự mình ạ. Đấy, bây giờ tất cả theo em nghĩ là tất cả bây giờ đều, ai cũng đều có ý kiến riêng mà nhận xét thì bây giờ anh bảo ai cũng biết hết nhưng mà nói ra thì nhiều cái là không hay ấy. Và kể cả các anh ý tôi chứ ai cũng Đúng biết rồi, hết đúng mà rồi. và nhưng mà động chạm vào nhiều cái là không hay. Bọn em cũng học theo thầy thôi, cũng Và giống như thầy nói, cái cách nhau phẩm là chuẩn bị sáng. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh em mình sẽ còn đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Đấy, mọi người có thể thấy rằng là mỗi một anh chị khi đi cùng thầy, dù xa hay chậm, họ đều có một cái cách cảm nhận và chia sẻ rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy đó. Đây là em chị đúng không? Không, à đây là bạn, hai bạn này chị gặp hai ở bạn này là trên. hai bạn đúng rồi, hôm qua em gặp rồi, tức là hai bạn đi cùng thầy. Nói tóm lại là mình có trải nghiệm đó thì mình mới biết được cái quãng đường gian nan vất vả nào. Điều đi đằng sau này cũng là tốt rồi. Không sao đâu, hôm qua thì có những anh chị còn đi sau chị em mình còn xa. Điều quan trọng nhất là mình là với cái tâm. Ngày trước là chị đã theo thầy nào hoặc là đi đi chùa nhiều không? Chị không theo thầy nào cả. Dạ. Chị không theo thầy nào cả và lý do hôm nay chị đi đấy là chị đi tìm kiếm đức tin. Đúng rồi, cũng giống như chị gái lúc nãy nói là mình tìm kiếm cái đức tin gì đó. Chị đi tìm kiếm đức tin của chị. Để theo hẳn một ai chị phải thật sự là tin ấy, Dạ. bởi vì chị thấy là Phật giáo bây giờ